Đây, bây giờ thì Lý sẽ test thử cái đèn trợ sáng mini đấy, để cho anh em trong cái khi mà anh em đi trong trời sương gió như này nhá. Đấy anh em, khi bây giờ Lý hiện tại Lý đang bật cái đèn này đấy, đang bật cái đèn siêu sáng màu trắng này, thì đi nhìn sương nó rất là khó, và khó nhìn và khó đi nha anh em nhá. Đấy anh em nhìn xem cái đoạn ở bên kia, anh em không nhìn thấy gì cả, anh em chỉ nhìn thấy cái khoảng cách tầm 2-3 mét thôi đấy, đi rất là khó. Đấy thì bây giờ là Lý sẽ đi một đoạn, xong là một lúc Lý sẽ test cái chế độ màu vàng để cho các anh em cùng xem nhá, xem mà chế độ màu vàng phá sương nó sẽ như thế nào và chế độ pha sáng trắng nó sẽ như thế nào nhá, để cho anh em cùng nhận xét. Đấy anh em nhìn xem, khi Lý quay camera đi tận đằng bên kia thì nhìn rất là mờ mịt luôn, anh em nhìn rất là khó đúng không? Đấy, thậm chí là Lý tận mắt Lý nhìn Lý còn đã khó, thì anh em nhìn trong camera nhìn còn khó hơn gấp mấy lần so với đời thực. Rồi bây giờ Lý sẽ bật chế độ đèn phá sương cho anh em nha. Đấy anh em nhìn rất là rõ đường luôn, trong khi đường đang mưa như này thì cái đèn sáng trắng của anh em chúng mình ấy thì là nó sẽ rất là khó nhìn này, xong là khi trời mưa ấy xuống cái nền của cái mặt đường anh em mình ấy thì nó sẽ tạo thành một cái màu đen. Đấy, màu đen mà hơi trắng trắng, lớp trắng, đem ra là anh em mình bật chế độ sáng trắng ấy đi nó khó, và sương ở bên trên khoảng không ấy thì lại màu trắng nữa, càng nhìn càng khó nhá. Thì đâm ra anh em mình có cái chế độ đèn phá sương nó rất là hay và tiện lợi anh em ạ. Đây bây giờ thì sẽ test thử đi một đoạn để cho anh em cùng xem nhá. Đấy anh em nhìn rất là rõ luôn. Đây. Đấy, anh em bây giờ quay tận 10 mét anh em mình mới có thể nhìn rõ này. Cái này sương sương càng dày đặc đi càng dễ anh em nhá, bởi vì cái đèn này ấy, là nó phá sương mà, sương càng nhiều đi càng dễ, mà sương ít thì đi khó hơn. Hello toàn thể anh em nha. Thì hôm nay Lý lại tiếp tục lên làm một cái clip để chia sẻ cho các anh em các cái mẫu đèn trợ sáng mới, và đặc biệt là cái mẫu đèn trợ sáng mini nha anh em nha. Thì hôm nay Lý lại tiếp tục làm cái clip này để chia sẻ cho các anh em có nhiều cái sự lựa chọn về các cái mẫu đèn trợ sáng nha. Thì hôm nay Lý lại giới thiệu một cái sản phẩm, đó là đèn trợ sáng mini. Đấy. Mini driving light nha anh em nha. Đấy thì như Lý xem ở trên mạng hoặc là những các cái đơn vị quảng cáo rất là nhiều, thì mình cũng thấy rất là hay và bắt mắt, và nó cũng tiện lợi vì là nó rất là nhỏ gọn anh em ạ. Anh em mình có thể bắt ở tất cả các cái vị trí ở trên xe, như vỏ hoặc là chân gương. Đặc biệt là anh em mình có thể là đặt ở những cái vị trí vỏ ở sâu bên trong thân của những cái mặt nạ. Đấy anh em nhá. Đấy, anh em có thể đục khoét anh em cho bên trong rất là đẹp luôn. Đấy, thì bởi vì là vì sao là Lý lại thích cái sản phẩm như này? Đấy, bởi vì cái sản phẩm này nó vừa nhỏ gọn, vừa tiện để anh em mình lắp các mọi chỗ của trên xe là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái độ ánh sáng của nó tỏa sáng rất là tốt, và độ sáng của nó không làm lóe mắt những người đi đường nha anh em nha. Đấy thì hôm nay Lý lên đây để Lý chia sẻ cái sản phẩm một sản phẩm LED mini này để cho các anh em cùng tham khảo nhé. Thì trước mắt anh em, đấy, đây là cái bộ sản phẩm LED mini driving light này. Đấy anh em nhìn này, ở trên này có một cái logo hình xe máy, là xe phân khối lớn nhé. Đấy để cho cái bóng này thì có thể là anh em có thể thiết kế lên các cái dòng xe, đấy, từ phân khối lớn đến phân khối nhỏ, yên tâm, cái loại xe nào anh em mình có thể lắp được. Đấy, thì trước tiên ấy thì ở trên bao bì là có hình logo xe máy rồi này, và cái đèn trợ sáng mini đây, đấy, để quảng cáo cho cái dòng sản phẩm này nhá. Đấy, thì ở trên mặt sau của cái bao bì thì nó có những cái bảng thông số của cái bóng đèn này nhá. Đấy, thì trước tiên trước mắt anh em ấy, cái dòng ban đầu này là nó là cái dòng sử dụng nhá, thấp nhất là 1.3 ampe nha anh em nhá. Tiếp đến là nguồn điện sử dụng của cái bóng led này, đấy, thì nó là dc, dòng điện một chiều từ 9 đến 36 v. Rồi tiếp đến là cái số giờ, đấy, sử dụng anh em nhá, là 30.000 giờ. Đấy thì tiếp theo ấy thì là đến lumen. Lumen chính là như nào, thì nhiều khi anh em đọc cái phần lumen nó rất là khó hiểu, nên ra là như Lý dịch ra thì lumen nó chính là độ cường độ ánh sáng. Đấy chính là 3.000 lumen nha anh em nhá. Còn tiếp đến đây đấy là
Cái công suất sử dụng của một bóng chính là 20W trên một bóng anh em nhé. Đấy, rồi và cái phần chip LED này anh em này, phần chip LED này thì cái nhà sản xuất cũng không nói rõ là cái chip LED này nó là chip LED thông số là bao nhiêu và ghi rõ ra như nào. Đấy, thì họ chỉ ghi là chip LED của Hàn Quốc anh em nhé. Đấy, và điều đặc biệt đấy, cái đèn trợ sáng mini này thì là có hai chế độ sáng nha anh em nhé, có chế độ sáng trắng này và chế độ sáng phá xương này anh em ạ. Đấy, có hai cái hình ảnh logo để trang trí trên bìa rất là đẹp. Đấy, nhìn bên ngoài bìa hộp thì rất là bắt mắt luôn. Đấy, anh em nhìn vào thì cũng rất là mê rồi. Đấy, anh em nhé, thì trước tiên thì các cái thông số này thì Lý cũng đã nói cho anh em hết rồi. Bây giờ anh em Lý sẽ hướng dẫn và đập hộp cho các anh em nhé. Bởi vì các anh em ban đầu mới mua về thì nhìn thấy cái hộp như này thì rất là khó để anh em mình có thể phân biệt là mở theo kiểu cách nào nhanh nhé. Thì nhiều khi anh em nhìn thấy như này thì nó là giống một hộp vuông, là chắc là nhà sản xuất đã gắn keo thứ vào thì rất là chắc rồi. Anh em mình nghĩ là đẩy sang hai bên. Đấy, nhưng không phải anh em ạ. Thì hiện tại ấy, thì Lý sẽ đẩy cho anh em xem này. Đấy, đây, đẩy đây, rất là mạnh anh em nhé. Đấy, đẩy sang hai bên sẽ không được. Đấy, thì anh em mình đều là bị nhà sản xuất lừa cả. Đấy, bởi vì nhìn bao bì trông rất là giống là đẩy sang hai bên nhưng không phải anh em nhé. Chính là bóc về phía bên này. Đây, đấy, anh em nhé. Đây, rất là hay và hấp dẫn luôn. Nhà thiết kế rất là đẹp và rất là bắt mắt. Đấy, ở bên trong này nó có sẽ có nam châm này, có hai cái nam châm bên cạnh này nhé, anh em nhé. Đây, anh em mình gập xuống nghe cái tiếng bạch một cái này. Đấy, rồi thì bây giờ Lý sẽ mở cái sản phẩm này ra. Thì trước mắt anh em, ở bên trong này nó cũng có là logo xe máy. Đấy, một xe máy phân khối lớn và một cái đèn trợ sáng mini nha anh em nhé. Thì ở bên trong này nó sẽ có hai cái đèn trợ sáng mini này anh em này. Đấy, đây nhá, hai cái đèn trợ sáng mini nhìn trông rất là nhỏ gọn, mà tuy nhỏ này thôi anh em đừng coi thường nhá, độ sáng rất là cao. Và anh em hãy theo dõi video của Lý thì đến cuối video của Lý sẽ có phần test ánh sáng nhé. Rồi thì tiếp đến ở bên trong này thì nó có hai cái giã đỡ để bắt hai cái đèn trợ sáng này anh em. Đây, đấy, và một dàn ốc này để anh em mình có thể thỏa sức bắt ở các cái vị trí trên vỏ xe hoặc trên thân xe, chỗ nào cũng có thể được nhau. Ok nhé, thì có hai cái đây, có hai cái bộ điều khiển trung tâm để xử lý các con chip LED để cho chip LED nó sáng nhé, và điều khiển cái chip LED nha anh em nhé. Đây thì có đều có tem bảo hành hết này anh em này. Đấy, và có các cái rắc nối, và điều đặc biệt thì cái rắc nối nó có gen hết anh em này, nó có gen nha anh em nhé. Đấy, rồi đây, và bây giờ trong cả cái hộp của cái đèn trợ sáng LED mini này thì là có tất cả hai cái bóng này anh em này. Đấy, và có những cái bộ phận chi tiết đây, bộ điều khiển này và các ốc này. Đấy, ốc để anh em mình bắt này, và đây là cái hai chân bắt này. Đấy, anh em nhé, thì trong cái hộp sản phẩm này thì nhìn trông rất là đẹp anh em ạ, và bố trí các cái ngăn để đựng đèn trợ sáng này và các cái vị trí để đựng các cái bộ điều khiển. Đấy, và thiết kế những cái hộp mút như này thì để chống rung và chống chảy xước các cái đèn trợ sáng nhé, để có thể đến tận tay người dùng thì đèn trợ sáng vẫn còn nguyên vẹn anh em nhé. Thì trước tiên như thế thì anh em mình sẽ bỏ cái hộp đi qua một bên nhé. Bây giờ thì sẽ giới thiệu chung về cái bộ đèn LED mini The Light Vinh Light nhé, để cho anh em cùng xem. Thì trước mắt anh em đây thì là hai cái đèn trợ sáng đây. Thì Lý sẽ giới thiệu mô phỏng qua các cái chi tiết của cái đèn trợ sáng để cho anh em cùng xem và anh em cùng biết nó có những cái bộ phận gì ở trên cái đầu bóng này nhé. Thì trước tiên anh em nhìn tổng quan qua thì là nó có cánh quạt này anh em. Đây, bên trong này có cánh quạt nhé, đây là bốn con ốc này. Đấy, có cánh quạt thì
Cái đèn LED mini này thì sử dụng cánh quạt để làm mát thôi. Đấy, chứ không phải dùng bằng cái dây tản nhiệt nha anh em nhá. Đấy. Thì trước tiên đấy là cái màu màu sơn này. Đấy, nhìn cái màu sơn, lớp màu sơn này trông rất là bắt mắt. Màu sơn này là đen nhám nha anh em nhá. Nhìn rất là quý phái và cao cấp. Đấy. Thì và có những cái sọc này. Đấy, có những cái sọc này là cũng là cái sọc để tản nhiệt nhá anh em nhá, để tránh tình trạng bóng nó nóng quá thì nó sẽ sinh ra cháy nhá anh em nhá. Đấy thì có tem bảo hành hết này anh em này. Đây. Đấy, có cái tem bảo hành. Quay kiểu này thì anh em nhìn hơi khó. Đấy. Bởi vì là những cái điện thoại của Lý ấy, để bắt nét thì nó rất là khó anh em ạ. Đâm ra là anh em thông cảm nhá. Và trên thân của cái đèn trợ sáng này thì là có 4 cái chỗ bắt ốc nhá anh em nhá. 1 này. Đấy, 2 này. 3 này. Đấy, 4 này anh em nhá, có 4 chỗ bắt ốc nhá. Thì là một phần của cái đèn LED mini này, cái bi cầu này anh em này. Bi cầu này thì nó không phải là hình tròn nha anh em nhá. Đấy, cái này nó là hình elip nhá. Hình này là nó sẽ tượng trưng như quả trứng gà anh em ạ, nó sẽ méo chứ nó không phải là tròn. Đấy, cho nên là nó ra một cái độ ánh sáng ấy là nó sẽ bị khuyết đi hai mảnh anh em nhá, khuyết đi hai mảnh sẽ tạo ra thành cái hình vuông nha anh em nhá. Đấy, thì bây giờ Lý sẽ lại hướng dẫn đến các chi tiết để cách lắp đặt như thế nào nha anh em nhá. Thì đây là nó có hai cái tai bắt này. Đấy, thì cái đèn LED mini này ấy, thì nó có hai độ sáng, là một là sáng vàng phá xương, hai là sáng trắng nha anh em nhá. Nếu mà anh em mình mà lắp theo kiểu này. Đấy anh em nhá, nếu mà anh em mình lắp theo kiểu này thì cái đèn sáng vàng. Đấy. Cái đèn sáng vàng thì nó sẽ thấp và đèn sáng trắng thì nó sẽ cao. Đấy, nó như kiểu pha cốt anh em nhá. Nếu anh em mình lật ngửa lên như này. Đấy, anh em mình lật ngửa lên như này thì độ sáng vàng thì nó lại sẽ cao và độ sáng trắng thì nó sẽ thấp tiếp nha anh em nhá. Đấy. Và đây là có 4 cái chân ốc này. Đấy, thì anh em tùy anh em thích bắt kiểu gì thì bắt. Đấy, để anh em tự lựa chọn. Rồi, ok. Và đây là cái bộ điều khiển. Đây, trên cái mạch điều khiển này của cái đèn trợ sáng này thì được trang trí những cái viền nó rất là bắt mắt nha anh em nhá. Nhìn rất là đẹp. Đấy. Và ở mặt bên dưới thì sẽ được 4 con ốc bắt rất là chắc chắn. Ở mảnh này thì như bên trong Lý nghĩ chắc là nó cũng phải có gioăng cao su để bảo vệ mô mạch này. Đấy, thì Lý không có cái tô vít nhỏ hoặc là tô vít vừa với con tô ốc vít này thì đâm ra là Lý sẽ không tháo được ra để có thể cận cảnh chi tiết được cho anh em nhé. Thì ở đây thì là có cái đầu ra này anh em này. Đây, đây là nó có gioăng cao su hết nhá. Đấy, thì anh em bảo là cái gen dây điện này không đã có gioăng cao su rồi thì tại sao ở những cái khu vực này nó không có gioăng cao su thì rất là vô lý nha anh em nhá. Đấy, thì bây giờ Lý sẽ đấu các cái chân rác này vào để Lý có thể test thử cho anh em xem nhá. Thì trước tiên là anh em nhìn bên trong này nó có 3 cái chân rác này. Thì ở trong này nó sẽ có một cái rắc, có một cái đường rãnh. Đấy, nó nhô lên nha anh em nhá. Đây, đấy, có một đường rãnh nhô lên. Thì anh em nhìn ở đây nó cũng có một cái rãnh khuyết này. Đấy, thì anh em cắm vào. Đây, anh em đưa cái rắc vào như này. Anh em phải nhìn chuẩn cái rãnh nhá. Rồi anh em đưa vào. Đó. Rồi ok, thì bây giờ anh em lại lấy cái đầu gen vặn bên này này, đây đầu này anh em vặn vào. Rồi ok, thì hiện tại Lý đã vặn xong nhá. Thì trước tiên là cái bóng đèn này thì rất là nhiều anh em còn phân vân bởi vì nhìn thấy có các cái khe hở này là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái độ cánh quạt này, đấy, cái bọc cánh quạt ở đằng sau này thì nó rất là hở nhiều nhá. Thì đâm ra là các anh em thì
còn phân vân và không biết là liệu có chống được nước hay không. Đấy, cái này là rất là nhiều người hỏi. Đâm ra là hôm nay thì Lý sẽ test thử cho anh em xem là trực tiếp để ngâm xuống một cái cốc nước xem là bóng này nó còn hoạt động như nào nhá, và nó còn hoạt động được hay không nhá anh em nhá. Và một lúc nữa thì Lý sẽ test thử ở trên đường cho các anh em cùng xem. Và trước mắt của anh em là một cốc nước nhá. Thì bây giờ Lý sẽ lấy cái đèn trợ sáng LED mini driving light để Lý sẽ ngâm xuống cái cốc nước này để xem là sự hoạt động của cái đèn LED này nó như thế nào. Đây nha anh em nhá. Vẫn sáng bình thường. Đấy. Thoải mái nước mưa luôn, bởi vì anh em mình ngâm như này thì nó còn chẳng sao. Thì nước mưa vào thì bình thường thì không có gì là ảnh hưởng gì nha anh em nhá. Đấy. Đây Lý sẽ bỏ hẳn tay ra này để ngâm cho các anh em xem. Để cho anh em có sự lựa chọn thoải mái. Ok. Đó thì anh em bảo nhiều lúc anh em đi rửa xe hoặc là trời mưa, gió thì nó chỉ ở bên ngoài thôi, chứ nó không thể ngâm trực tiếp được lâu như này. Đấy anh em nhé. Đấy là trong khi đó bóng nó sẽ nóng thì nó cũng sẽ khô nhanh hơn. Đấy, chứ nó không ủ lâu như ở trong bình nước của anh em chúng ta như này. Rồi ok. Đấy, hiện tại Lý lấy lên thì anh em nhìn ở trong bên trong cái bóng LED này. Đấy, bên trong bóng LED này là không có một chút nào là có bong bóng nước ở trong nhá anh em nhá. Đấy, anh em nhìn rõ luôn. Đây là mình Lý chưa lau khô. Đấy, không có một chút bong bóng nước nào luôn. Đây, anh em nhìn này. Đấy. Rồi, ok, bây giờ thì Lý sẽ test thử ở trên đường cho anh em cùng xem nhé. Để anh em xem cái độ ánh sáng trắng và độ ánh sáng vàng phá xương nó như thế nào. Để cho anh em cùng xem và tham khảo. Đây, thế thì Lý đã lắp cái bộ sản phẩm Driving Light LED Mini đấy, lên trên con xe AB của mình nhá. Đấy thì mình cũng đã test thử đi trời mưa gió hoặc là đi rửa xe thì đèn LED Driving Light Mini này vẫn hoạt động bình thường. Đấy thì đâm ra hôm nay Lý sẽ làm cái clip này lên để chia sẻ cho anh em, để cho anh em cùng biết đến cái sản phẩm LED Mini này. Đây thì anh em xem đây. Đấy thì Lý đã lắp lên đây, dùng cũng rất là cũ rồi này anh em này. Đấy, Lý dùng rất là lâu rồi nhá. Đấy, bụi bẩn này, mà vừa rồi đây mưa gió đâm ra là Lý cũng không rửa được xe, đâm ra là nó cũng hơi bị bẩn một tí. Anh em xem video thì cũng hết sức thông cảm. Thì bây giờ Lý sẽ test thử trên đường nhá, để cho anh em cùng xem và tham khảo để xem là cái độ ánh sáng của cái đèn LED này nó sẽ như thế nào nhá. Rồi, mà thậm chí là cái đèn LED mini kia vừa nãy Lý test thử mà Lý vẫn còn để nguyên để xem nó có bị chập cháy gì không. Rồi, bây giờ Lý sẽ đi thử nhá, để cho anh em cùng xem nhá. Thì hiện tại đây là cái độ ánh sáng vàng này anh em này. Đấy, nhìn trông rất là rõ. Đấy, cả hai bóng này thì anh em mình đi trên đường thì thoải mái luôn. Rồi, thì bây giờ Lý sẽ xuống chế độ đèn sáng trắng để cho anh em cùng xem đi trên đường nó sẽ rõ ràng như thế nào. Rồi. Đây, đường đi thì rất là khó khăn nhưng mà độ ánh sáng rất là cao anh em nhé. Nhìn nó tỏa ra hai bên đường thì rất là rộng. Có hai bóng này thì tỏa ra khoảng tầm 4-5 mét. Và thậm chí camera của Lý quay không được hết cái phân giải của cái ánh sáng đèn LED mini driving light này nhá. Đấy. Bởi vì một mình Lý khắc quay đâm ra là đi nó hơi rung, hơi lắc. Rồi. Bây giờ Lý sẽ dừng lại để Lý bật chế độ đèn phá xương để cho anh em cùng xem. Đây, anh em xem cái đèn phá xương đây. Nhìn trông rất là chất. Sáng, cái độ ánh sáng của cái đèn phá xương này thì nó sẽ tối hơn
cái đèn pha, nhưng nó cũng đủ độ ánh sáng để có cho anh em mình đi sương gió, nó sẽ nhìn sẽ rõ được hơn nha anh em nhé. Rồi ok, thì test qua một đoạn như thế này thì anh em cũng đã biết được cái độ ánh sáng của cái đèn LED mini nó như thế nào và nó sáng ra làm sao. Bây giờ đi sẽ chuyển về chế độ đèn pha, đèn sáng trắng nhé, để đi trên đường nhé anh em nhé. Đấy, anh em nhìn độ ánh sáng này thì nếu mà để so cái độ ánh sáng này với cái LED LX4 hoặc LX6 thì chắc chắn cái đèn LED mini này nó sẽ tốt hơn và nó sẽ sáng hơn, đặc biệt là nó sẽ đẳng cấp hơn nhiều so với cái đèn LED LX4. Nếu để sự lựa chọn thì anh em có thể lựa chọn những cái đèn LED như thế này để anh em mình lắp vào, nó vừa là gọn nhẹ mà điều đặc biệt lại vừa là có thể lắp ở trên những cái vỏ xe, thì nó sẽ không bao giờ rung hoặc là sẽ không bao giờ gãy cái chân bắt của đèn trợ sáng, và điều đặc biệt cũng sẽ không bao giờ hỏng vỏ của anh em nhé. Đấy, còn như những cái LED LX4 hoặc LX6 thì nó sẽ bị gãy những cái chân ốc bởi vì là nó rất là nặng. Rồi ok, đây cái đèn LED mini mà vừa nãy Lý test nó vẫn còn ở đây này anh em, vẫn sáng bình thường nhá. Rồi thế thì anh em thấy cái video của Lý hay thì anh em hãy like và chia sẻ, và điều đặc biệt anh em hãy đăng ký kênh để có thể ủng hộ được những cái video mới của Lý, tới đây Lý sẽ ra mắt các anh em nhé.